Chịu nổi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay thì có một cái vị khách quý đặc biệt. Thì mình tiếp đãi món toàn là đồ quý hiếm không nè các bạn. Đây, xin giới thiệu đây. Rau muống, xào chao, rồi thịt kho hạt vịt. Rồi bên đây là canh rau dền với củ cà rốt. Ở đây là rau sống. Ông xã ông thích ăn rau sống cho nên cho phần là rau sống cho ông xã. Có dưa leo nữa. Trong mấy món này anh thích món nào nhất? Ở đây á các bạn mà kiếm được cái món rau muống này là cũng khó tìm á. Có mùa có mùa không đúng không? Dạ. Lúc nào cũng có. Đúng rồi. Nhưng mà ở vùng Virginia mình á, mình tìm rau muống nó dễ hơn nha các bạn. Còn có những cái tiểu bang khác nhớ cái rau muống này á là nhiều khi tìm rất là khó. Đã có chỗ nó cho trồng, có chỗ nó không có cho trồng. Nó không cho trồng luôn ha. Đây cấm. Đó. Đây cấm mình trồng hổ. Thì đó. Còn cái món này là một cái món thịt kho hột vịt. Trước khi ăn là muốn khóc đó các bạn. Nhớ nhà, nhớ Việt Nam quá, nhớ Tết đó. Mỗi lần mà thấy mà cái món thịt kho hột vịt là thấy mùa Tết rồi đó. Rồi, em anh làm cái gì thumbnail nè. Làm bây giờ nhìn vô nha. 1 2 3. Rồi. Ok, rồi mời tất cả mọi người cùng ăn cơm với hai anh em mình nha. Thịt kho hột vịt. Nhớ là cái thời ngày xưa đó các bạn. Đó, cái... ở nhà trong một gia đình đó, rất là đông người, 6-7 người trong một gia đình mà chỉ cần có một cái dĩa này thôi ha. Mừng sao? Ha. Là ăn được nguyên một bàn luôn rồi các bạn. Theo kiểu là đúng không? Gia đình luôn chứ. Nguyên một gia đình luôn á mà chỉ cần được hai cái trứng. Trời mấy cái trứng thôi dầm ra mà có rau nè là. Ăn rồi, nó có vô hình ăn đó. Được một bữa cơm rồi đó. Rồi mời các bạn nha. Rồi mời mọi người nha. Thì hai anh em mới đi chợ về. Chợ mua đồ đi vòng chơi xong rồi về bắt đầu đói à. Thịt nó thế nào? Thịt ngon lắm. Đó là thịt ngon lắm. Muốn ăn rau sống rồi có rau sống luôn. Một mâm cơm có đầy đủ thịt kho, rau sống, đồ xào, canh. Đó, bốn món. Ớt nha các bạn, ớt. Ớt cái xào dừa nhà Thái. Ớt tươi. Ở bên Mỹ mà nếu nhà các bạn phía sau mà có vườn cây mình có thể trồng được rau theo mùa, nhất là mùa hè các bạn có thể được trồng rau, trồng ớt. Ở bên đây đa số các gia đình là ớt là không có mua các bạn, đúng không? Mùa hè giờ nào cũng trồng ớt hết xong rồi tới mùa lạnh á trồng mới hái vô để trong tủ lạnh á, nên đa số là ớt là không có mua. Ăn qua mùa lạnh mua. Có nhiều người ăn họ trồng có 1 cây 2 cây à. Thì ăn đâu có hết, có nhiều người đâu có thích ăn ớt. Nhưng mà có nhiều khi thấy dễ trồng á, nó đẹp quá rồi trồng. Xong rồi cái ớt để vô tủ lạnh á, xong rồi cái đi vô chỗ làm á, hỏi nhà bạn có ớt không, ớt là cho bớt á, tại biết mình ăn không có hết á. Anh có nhiều người họ trồng cũng được, cái này chị Tâm Mì á, chỉ đâu có trồng ớt đâu. Đâu biết trồng. Cái cây ông cho thôi. Cây ớt tím mình cho thôi. Tiết không có ăn, để tại này nó có trái xanh, trái đỏ, rồi trái tím, rồi trái vàng á. Cho nên chỉ tiết chỉ đúng nè. Thấy đẹp quá, không ăn luôn các bạn. Ừ. Các bạn mình nhìn thấy cái cây ớt, các bạn cứ tưởng tượng giống như cây bông giấy hay cái gì đó. Ớt mà nó có màu tím, màu vàng, màu đỏ. Trắng. Màu trắng nữa. Mà mọi người biết không? Ớt không? Ớt mà khi mà các bạn mà trồng á, mình tự ra mình trồng ra được á, thích lắm. Rau cũng vậy á. Có nhiều khi không nỡ ăn, bạn đẹp quá. Đúng rồi đó. Đi ra chợ mua. Ra chợ mua mắc hơn mà cũng ra chợ mua. Ở phía sau nhà Kim Minh có trồng rau gì không? Em có trồng rau nhưng mà bữa nay nó cằn hết rồi anh. Nhưng mà có phải không? Mình trồng rau gì? Mình trồng rau gì? Nó là trồng salad nè. Ờ salad hả? Salad dễ trồng không? Dễ. Cũng dễ. Dễ đang rớt hột lên đầy luôn. Ờ. Salad. Rau thơm. Ờ. Rồi mấy cái quế nữa anh. Quế nè. Chập cá nè, cái tô nè. Ồ, hàng chi mình đi chợ bữa nãy đi chợ bạn thấy bên chợ nó ế luôn các bạn ơi. Tội nghiệp chợ quá ha. Nhiều nghiệp chợ quá. Vô cái khu rau là ế luôn á. Tại cái gì cũng ở nhà chồng có hết rồi, không ai đi mua. Hành lá. Hành lá nè. Hành lá là em trồng nhiều lắm luôn.
cứ muốn ăn lá là ra ngoài hái à. Nhưng mà à, mình muốn xài củ thì không có thôi. Để nó xuất không cho khánh. Ừ, ăn khánh không em? Ừ, ngon ngon. Có gì đẹp hả? Ừ, ngon cũng không có muốn. Ủa, người Nam cũng ăn dưa rau muống hả ta? Có, người Nam mình ăn rau muống nhiều lắm á. Ờ, người Bắc á. Ờ, em tưởng rau muống chỉ người Bắc ăn thôi chứ. Không phải, người Bắc ăn nhiều, nhưng mà người Nam mình cũng ăn. Nhưng mà không có, không phải là ăn mỗi bữa. À. Còn người Bắc là họ ăn mỗi bữa luôn. Ngày xưa mình nhớ đó, gần nhà mình nó có, nó gọi là cái con rạch đó các bạn. Ừ. Là các bạn nhìn ở dưới là rau muống không. Nó trồng nước. Ừ. Ừ, mua nước đó rồi trồng, rồi mình xuống nhà bạn mình chơi á, có những cái xuồng nhỏ giống như bằng thiết bằng gì đó, đi nó chèo dẹo ngoại ha, cắt á, cắt đồ. Ủa, xuồng bằng gỗ chứ? Ừ, ở nhà bạn xuồng nhôm, bằng nhôm đó. Xuồng nhôm có. Rồi có đầu chèo chèo ra ngoại cắt. Ừ. Còn bây giờ là nó làm đường mới rồi, hết những cái con rạch đó rồi. Ừ. Nếu mà các bạn ở Sài Gòn thì các bạn sẽ biết cái kinh Nhiêu Lộc đó. Ngày xưa là hai dọc hai bên á là họ trồng rau muống. Còn bây giờ họ làm những cái bờ kè hết rồi thì đâu có trồng được nữa. Ở dưới em á, dưới quê em là trồng rau muống à, ví dụ nhiều khi cái bữa nào mà ít nhất là khô hả? ra khô hả? Hay là nước luôn. Trên nước rồi dưới bờ luôn, dưới nước luôn. Trên bờ dưới nước luôn, tại nó mọc từ trên nó bò xuống dưới luôn á. Rồi ở đây, ở Mỹ. Mỹ thường phải trồng, phải ươm hộp. Nhưng mà trồng trạng hay trồng nước? Trồng đất. Ra muống đất mà. À đó. Còn cái kia là rau muống nước. À, muống nước bên đây. Rau muống nước là cộng nó màu tím á anh Khánh. Ủa nó khác màu nữa hả? Ừ. Ờ vậy đó. Rau muống nước nó có mủ nhiều không? Rau muống nước á là nó mủ nhiều lắm. À. Anh nhắc như là nó chảy mủ rồi. À. Ừ. Mà rau muống nước anh ăn sống nhiều quá là nó có bị đắng anh ha. Còn cái này anh ăn sống không sao. Ờ đó giờ anh không biết. Ừ. Ừ, mà khi mà anh làm á, làm cái gì dưa, rau muống chua á, anh làm rau muống nước ngon hơn rau muống này. Còn muống riêu á, thấy rau muống là rau muống nước hay rau muống khô? Muống riêu là rau muống nước. Rau muống nước nó giòn ha. Ừ. À, mỗi cái nó có khác nhau ha. Cái này thì thân nó mềm hơn, mà nó mỏng hơn. Ừ, cái kia cộng bự hơn hả? Đúng rồi, cộng bự hơn. À, khi anh ăn á, nghe nó rụm mà. Giòn hơn này nhiều quá. À, vậy bún riêu á là rau muống nước. Ừ. Còn mình ăn xào là rau muống khô. Ừ. Mà hay nếu là... như mà anh không có thì anh lựa mấy cọng rau muống này nè. Mà lựa cọng to cái mình bào qua. À. Mà ăn rửa cũng ok. Thì không có thì nói gì, nếu mà nhà hàng người ta đi mua thì người ta la chọn riêng rồi đúng không? Ừ. Mấy người đều phải xin lộ rồi. Ở dưới quê em ăn rau muống nước mà muốn ăn mà cho nó hạn chế mủ rồi đó. Hạn chế mũ á là luộc xào để cho nó hạn chế cái mũ chứ nó mũ lắm. Cái này hôm qua nước ngọt hay là uống nước lạnh nước suối? Cái này mình đi nước ngọt á, thường là bếp uống nước ngọt á. Ừ. Bên đây uống cho vui vậy. Ừ. Có hai loại, loại nước trắng với loại coca uống nè. Cái nào cũng được hết anh sao? Coca cái nước trắng này anh em. Hả? Bởi ớt á. Ừ. Bởi ớt đó là còn chưa reo à. Dạ. Cái đợi á. Đó là chưa biết đó là gì. Gừng á hả? Ừ, nước gừng á. Cũng ngại. Nước gừng cũng tốt. Không làm mạnh như vậy anh. Bới thêm cơm ăn hết. Em là em ăn cơm ít, em ăn rau nhiều. Tại mình giữ Phật á các bạn. Nhưng mà con chén nè. Hôm nay... hai chén đi, cơm ngon. Thì mình vui ăn cái chén. Mà kê đồ ăn hả? Ăn một chén là giận. Mình kho ăn nấu đó. Ừ. Để ăn thêm chồng anh nấu á. Chứ bình thường mình ăn có 1 chén hả các bạn? Tại nếu mình ăn 2 chén á, mà mình mập ra nó không cho lên sàn nữa các bạn. Hên nhảy được hả? Lên sàn catwalk á. Catwalk á. Siêu mẫu hả? À, mấy người siêu mẫu á mà lên khoảng chừng là nửa ký là nó bắt xuống sàn rồi. Nó không cho lên nữa. Bởi vậy mình ăn hết lắm. Không đạt tiêu chuẩn à. Tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu ha. Ăn ít nhưng mà phải ăn đủ chất. Ừ. Giống như ăn có rau nè. Có thịt nè, có cơm nè. À, ăn trứng luôn, sáng đi. Ừ. Giống tuổi lớn á thì mình nên ăn đủ chất. Ở chừng nha. Ăn đừng no chừng mà. Nó sống à. Thì bây giờ em nó ăn sáng cho nó chừng nó sống á. Ừ. Nó bay vậy. Nó nhảy.
hộp hộp vịt hay cái kiểu gì đó nó bóc lại déo déo luôn á. Ông xã em muốn kho cái ông thịt kho hộp vịt này cái kiểu giống như của người Ba Tàu, còn kho thịt kho hộp vịt mà kiểu của người miền Tây mình á là nó khác. Kho hộp vịt của người miền Tây mình á là cái nước này nè nó vàng mà nó trong, nó không có đen như vậy. Còn cái hay quá ta, qua một bữa cơm mà mình học thêm được mấy bài học đó các bạn. Rau muống có khô có nước nè. Rồi trứng thì miền Tây có loại trứng mà mình thấy làm xong cái nó màu trắng á, phải không? Không cho màu hay sao? Không phải. Ý là cái nước nè. À cái nước á hả? Cái nước thịt kho hộp vịt đó. Là của kho đậm. Là hơi có bỏ nước màu. Cái màu lợt lại. Mình cho màu thôi gì phải không? Không, nó cho màu mà cho nước dừa. Còn người miền Tây mình á là kho là không có bỏ màu. Chỉ là đổ nước rồi nước dừa thôi. Thì khi mà nó sắc lại là nó thành màu vàng cánh gián á, biết không? Màu vàng nhờ của cánh gián á. Nó thiệt là lợt lắm. Nó lợt giống như màu này ở trên vành này anh Khánh. Còn cái màu này nó đậm này của người Ba Tàu. Thịt kho hộp vịt của người miền Tây mà nó có hậu ngọt. Nó hơi ngọt ngọt. Nếu như người miền Nam thì không thích cho mấy cái gia vị vô nhiều đúng không? Là gia vị đúng không? Không thích nước dừa, nước dừa béo quá. Tại vì á, cái này chồng em không kho cái kiểu này là không có nước dừa. Còn người miền Tây mình là không bỏ màu, chỉ là lấy cái màu từ nước dừa thôi. Khi mà anh kho, anh đổ vô nó trắng tươi à. Cái hồi nó sắc lại nó sẽ đổ qua màu vàng. Vàng nhạt, nó màu nó nhìn đẹp lắm. Các bạn nhớ lấy giấy viết ghi xuống nha các bạn. Ăn có bữa cơm học được mấy bài học luôn á. Cái này chắc mai mốt mình phải mua qua bên vịt xứ nhà mình ở rồi. Ở bên Tennessee không học được gì đâu ơi. Tại lo đi làm không mà lấy gì học? Học được. Chồng không bắp. Không có bạn. Không, chồng bắp với chồng đậu xanh. Tennessee hả? Nhưng mà không có bạn. Ví dụ mình tới gặp bạn mới nói mình. Mình mới biết cái này kia. Chia sẻ cái này hả? Chia sẻ cái này kia. Còn ở bên Tennessee anh không chơi dài. Không làm quen à? Không có, tại vì nếu mình đi chơi á thì mình phải biết đánh bài, phải biết nhậu, nó thôi cũng được. Mấy cái món đó cũng thích các bạn. Tại bên Tennessee á, nó gần cái sòng bài ở bên Mississippi. Nó cách có một tiếng lái xe từ nhà lên đó thôi. Mà nó có tới mười mấy, hai chục cái sòng bài cho anh rồi. Wow. Gì dữ vậy? Nó tập trung một khu giống như bên Las Vegas á. Coi như người nào có tiền nhiều thì chơi mấy sòng bài lớn. Hoặc vô những cái bàn lớn. Nhỏ nữa hả? Có nhiều bài vô thì nó có đặt 5 đồng, nhưng mà có nhiều sòng bài vô đặt ít nhất là nhiều khi 25 đồng. Nhỏ nhất 25 đồng hả? Ví dụ vậy đó. Nhiều khi nó dở cây bài người ít nhất 50 đồng. Người đó chơi lớn ha. Nhưng mà nó có sòng bài lớn nhỏ không? Lớn nhất, nhỏ nhất không? Có không? Nếu mình vô á thì sòng bài nào lớn thì nó rộng hơn để nhiều người tới chơi. Người ý ở bên đó hả? Sòng anh thấy bao nhiêu cái nhỏ này có lớn không? Không biết, mà nhiều lắm, mười mấy hai chục cái nữa. Nếu vậy bên đó mà làm mấy sòng bài nào mà lớn á thì trong đó nó có những nhà hàng buffet. Thấy không? Tại vì người tới chơi nhiều nó chẳng buffet, còn mấy một sòng bài nhỏ thì không có buffet trong đó. Không có tiền mua. Không có luôn anh, không có buffet. Giống như họ tới ít quá, họ vô xong họ về nhiều quá. Thì nó nhỏ, cách tới đâu nhiều đâu, nó mở buffet. Ví dụ nó có doanh thu nhiều thì nó mới mở buffet để nhiều người tới chơi, có đăng ký cái thẻ của nó cho ăn free. Đúng không? Còn nhiều chỗ nó làm nó đâu có lời nhiều để nó cho cái đó nên nó không cho ăn buffet. Đúng rồi, tại vì ăn buffet trong đó là toàn miễn phí. Một phần á ít nhất là từ 25 tới 35 đồng đó, nên mình đi chơi á mình cầm theo 30 thôi các bạn, thua cái mình cho bộ mình xin nó cho ăn buffet cái mình vừa vốn. tính à, có nhiều khi giờ bộ vô chơi các bạn đổi 100 mà chơi mà thấy thua 30 rồi đó. Đấy. Cái giờ bộ nó mày cho tao thẻ tao đi ăn đi rồi tao quay lại tao chơi, cái mình đi vô mình đi ăn xong mình đi ra mình đổ tiền mình đi về, coi như mình đi lên chợ mình ăn không à.
Nhưng mà nó lấy lại của người khác mà nó không nhỏ thì đâu có tính vậy đó. Tính lớn như người anh ngày xưa nó có lời á, thì nó có lời nó mới mở. Các bạn giống như mấy chỗ kia họ thấy họ không có kiếm lời được thì lấy dư đâu mà nó cho ăn phi. Rồi anh đánh thẻ VIP rồi đó. Khách sạn còn cho ngủ phi mà đúng không? Khách sạn cho ngủ phi luôn. Xe Lâm Một xuống đây đón anh luôn rồi. Mà bây giờ trong casino nó có những món ăn của Việt Nam, phở. Có nấu phở. Thì cũng có để cho người Việt Nam có người Mỹ họ cũng khoái phở của người Việt Nam luôn. Thì đó, bánh mì. Như ngày xưa không có, còn bây giờ thì bắt đầu có à. Bánh mì cũng có vậy. Hồi xưa chắc mặc đa đồ không hả? Đâu, hồi xưa đồ biển rồi nhiều. Seafood hả? Seafood rồi nhiều, ta vô ta ăn seafood không à. Vô cái anh. Vô. Trăm. Trăm không có lâm đền nha. Không chưa lâm đền các bạn. Không chưa lâm đền nha. Mà anh thấy, anh uống thấy nước này ngon ha. Nó không có gắt. Nó không có gắt. Cái tên là gì? Ginger. Nó tốt cho đường ruột chứ bao tử mà nó. Tụi nó là rừng mà. Ngồi nói chuyện thôi các bạn mà vừa nói mà vừa ăn mà gần hết dĩa rào luôn rồi. À hết rồi anh. Mình nói giỡn là giả bộ mình nói mình tưởng mình đánh chống lãng không, mà giờ đâu mình vẫn ăn bình thường. Rất là ngon miệng. Lâu lắm rồi mới ăn lại được cái bữa cơm này đậm chất Việt Nam luôn á. Rau muống này nè. Ở bên Tennessee thì ít có dịp để ăn lắm thôi. Ủa trong chợ nó không bán đâu. Mình có biết đâu mà mình đi mua. Rồi, có người trồng. Mà ở bển mình hay lại đi bán rau lan các bạn. Ủa có rau lan nữa hả? Bán hả? Đi bán hả? Người ta vô tiệm mình hỏi có mua rau lan rồi mình nói ủa mình nhớ là đó rau lan tặng cho thôi. Cho không hả? Rau lan mắc lắm á, mắc rau muống á. Ở đây nó bán đến năm mấy một phao đó rau muống. Nhưng mà ngày trước giờ mình đâu có nghe ai nói ăn rau lan đúng không? Đúng rồi. Ở Việt Nam có, dân nghèo ăn người ta không ăn lá, ăn đọt. Ăn đọt, còn bây giờ? Đọt lan. Còn bây giờ vẫn ăn. Ăn lá luôn hả? Nhưng mà bên Mỹ mình thì ăn lá, từ bên Mỹ mình trồng không có cái đọt. Ở ngoài xa ra lan đẩy bởi vậy. Tại vì cái Việt Nam mình chỉ ăn cái đọt có muôn khúc của non thôi. Thì đó mình nhớ ngày xưa làm gì mà có nhiều ăn rau lan các bạn. Mình nhớ hồi nhỏ mình là rau lan hình như đâu có cho người cái ăn đâu. Lan nó ăn đọt, còn thăn với lá nó bầm nấu cho heo ăn. Thăn với lá? Thăn là cái gì? Cái thăn nó có thân đó hả? Nó có cục khúc gì nè, thì mình đi ăn cái khúc đầu thôi. Non, ăn đọt thôi phải không? Nhưng mà mình qua đây thì mình thế heo. Mình ăn lá già nhưng mà ngày xưa nó ăn đó là đẹp đó các bạn. Nhưng mà sao còn bữa cắt cho chị Loan cho mẹ chỉ kêu quá trời còn rồi sao mình biết anh biết không, bây giờ mình ăn lọt chứ khi mà cái lá á thì cái phần thân thì mình không ăn mình bỏ nhưng mà cái lá với cái cuốn của cái lá đó thì anh lặt ra cái anh tuốt cái phần già đi là anh ăn được cái phần đó. Cực mũ không mà ngồi tuốt cực đầy. Hồi xưa thì theo kiểu mình nhiều quá mình đâu có thèm mà ngồi tuốt làm gì, ngồi cứ lặt đọt ăn thôi. Còn bây giờ thiếu thốn quá cho nên giờ người ta ăn luôn cả lá. Trời, công nghiệp kinh tế lên mà giờ thiếu thốn rồi mà. Công nghiệp á. Còn thiếu thốn ở bên Mỹ tự nhiên cái đó là của dân đại gia. Chứ còn ở Việt Nam bây giờ anh bán người ta bán bó 5.000 hay 10.000. Đại gia bên Mỹ giờ không ăn thịt các bạn ơi, đại gia bên Mỹ toàn ăn rau. Chứ mà rau lan rồi muốn. Nghiên cứu rau. Một chút ra quay ngoài sao còn ra lan rồi còn giống như anh biết không mà hồi trước á là mình ăn cá gì lòng tông hùng hỉnh là mắc lắm à lòng tông mấy con cá lòng tông nhỏ mà trắng á lòng tông hùng hỉnh là loại là rẻ nhất mà bèo nhất là người dân mới ăn đúng không người nghèo mới ăn còn bây giờ hả là tao lòng tông hùng hỉnh là giàu mới ăn ngộ lòng tông làm chả tại vì hồi xưa là lòng tông hùng hỉnh là anh chỉ cần ra đìa anh xúc một cái là anh có rồi đâu ai mua bây giờ hết xúc rồi hả còn bây giờ hả bây giờ chúng xúc bây giờ hết rồi anh bỏ tiền anh mua kéo mấy tiếng đồng hồ chứ được con nhúm nó còn nhúm này nè mà anh biết không cái con cá đó nó nhỏ nhỏ lắm cho nên khi anh làm rất là lâu và thứ hai nữa là nó ương
nó mau ương lắm, anh ăn trong mạng thôi. Nhưng mà mình nhớ ngày xưa cái thời mình còn nhỏ, mình ra ao, ra đìa hay ra gì mà cá ở đâu mà nó quá trời, ra sông, ra rạch vậy hả? Giờ nó như cá, giờ nó hiếm quá hay sao? Mà anh biết lý do tại sao mà? Biết lý do tại sao mà cá nó hiếm không? Thuốc. Thuốc mà xịt từ sâu, từ đồ, cho lúa cái, nữa. Cái nguồn cá mà nó hiếm ít, nó có một lý do mình theo nhiều người nói á. Tại vì cái con sông Mekong của mình nó bắt nguồn từ ở hướng Bắc của Trung Quốc. Nó đi xuống Thái Lan đi qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó qua Campuchia. Nó xuống mình. Ừ, nó xuống mình. Nên nó trên đầu nguồn nó chặn á các bạn. Mà cá bớt là hết à? Nó chặn bớt lại. Nó xây cái đập. Đó, xây cái đập mới đây rồi, nó mới xây rồi. Thì nên bởi vậy nên cá là nó nằm ở hướng đó rồi. Còn con cái nào coi như là vượt rào lắm mà mới được qua vượt biên, nó mới được qua đây. Campuchia xây đó. Cái đập nữa. Rồi bởi vậy nên giờ Việt Nam mình cá hiếm rồi vậy. Cá không có một cái video nào mình coi á là người ta đi qua bên Campuchia, mấy người ngày xưa mà sống về đi ra sông thì bắt cá, sống ở trên thuyền trên tàu, giờ bắt đâu có được bao nhiêu đâu. Nam mình là không có. Ừ. Nhưng mà em nghĩ Việt Nam mình sắp tới sẽ có. Rồi ok, bữa cơm mình đến đây là xong rồi. No hết rồi mọi người ơi, ăn uống no say rồi. Rồi thôi, mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình và ai đây là anh Khánh Ura. Khánh Nguyễn. Trời ơi, nhớ giới thiệu lộn nhà hoài à. Khánh Nguyễn, cuộc sống Mỹ. Xin lỗi mọi người. Đây là Khánh Nguyễn cuộc sống Mỹ. Thì nếu các bạn yêu thích kênh của hai anh em mình thì nhớ qua kênh xem video. Xong rồi sau 2 phút 3 phút thì các bạn hãy bấm subscribe ủng hộ kênh cho hai chị Kim Minh. Cảm ơn rất nhiều đã luôn ủng hộ Kim Minh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và gửi lời chúc tới tất cả mọi người luôn vui vẻ, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Ok, thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye. Bye bye.